các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và em sẽ giới thiệu các bác một dòng một chiếc xe siêu phẩm lần thứ hai về tại của em. Vâng, lần đầu tiên thì em đã nhận được gần trăm cuộc gọi hỏi chiếc xe này, nhưng mà chỉ một bác mua được thôi. Hôm nay em về một chiếc Topic Milan full carbon, cái bộ vành cực kỳ cao cấp carbon các bác nhé, từ ít carbon. Theo em tra thì chiếc xe nguyên bộ bành này thôi đã bằng một chiếc Nhật bãi tầm trung rồi. Bây giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết chiếc xe. Vâng, và về cặp bành thì đây là một trang web Swift Carbon, các bạn có thể đánh lên, chỉ cần đánh chữ Swift Carbon thì có thể ra một trang web của nước Anh chuyên làm về những phụ tùng và xe đạp của dòng Swift này. Vâng, rất là cao cấp các bạn nhá. Đây em kéo xuống này, tất cả đồ phụ tùng này đều làm từ carbon. Đây một hãng chuyên làm về carbon chứ không làm về bất kỳ đồ khác. Vâng, và chiếc xe Topic Milan này khung carbon, càng carbon, và bộ vành carbon, cọc yên carbon luôn. Em đánh giá chiếc xe này mới trên 90%, xe còn rất là mới, chỉ được sử dụng lướt qua dòng xe đua. Cái bộ khung rất là đẹp. Rất nhiều bác có hỏi em, đến khi em bán rất lâu rồi thì các bác vẫn gọi điện hỏi về chiếc xe này. Khung xe thì size 48 các bác nhá. Em sẽ báo size trước để cho các bác muốn mua có thể gọi luôn ngay bây giờ. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 với chiếc xe này. Đây, dòng Topic Milan đến từ thương hiệu Pháp thì trên khung luôn có một chữ ký của nhà sản xuất. Rem sườn cao cấp. Cọc yên carbon. Yên hiệu 626 các bác nhé. Em sẽ nói là bộ vành thì đây, vành carbon, có thể thấy trên có những vân carbon anh em. Vâng, vành carbon và lốp đây, lốp nitro. Đây là một lốp em search trên Google thì thấy lốp này tương đương với Michelin. Bộ lốp này cũng khá là đắt. Mayer Phát Ray các bác nhé. Đây cũng là một cái hiệu làm phụ tùng rất là nổi tiếng. Hay có cối nổ để nghe tiếng này, cối rất là to. Phanh của Shimano 105, củ đề của Shimano 105, đùi yếc của Shimano 105, và một bộ group 105 này là FC5008 các bác nhé. FC5008 này của Japan, có thể thấy chữ Japan này. Rem sườn cao cấp. Nhìn bộ khung rất là hầm hố. Phía bên trên đây thì đây ghi đông cổ phốt nguyên bản của Topic. Benzin đang xem. Đầu khung xe thì có chữ T, biểu tượng của hãng. Phanh trước cũng của Shimano 105. Sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Shimano 105 các bác nhé. Bộ
tay lắc của Shiro 5 5800 của Japan, của Nhật. Để máy ở trước. Đồng bộ phát ray. Bộ vành sau. Vê lương một dòng khung carbon, xong rồi càng carbon và vành carbon thì chiếc xe này chỉ trên dưới 7 cân thôi các bạn nhé. Chiếc xe rất là nhẹ, nhấc một tay có thể lên. Vẫn là bánh 700x23C, dòng bánh thông dụng của dòng xe đua, càng carbon, càng rất là mới. Các bạn thấy đây, càng rất là mới các bạn nhé. Máy đều bạc đạn, cối nổ. Vâng, xe size 48. Và xe đi vào đo tính giá hoạt động 11 tầng lít. Lên lít. Rất tốt các bạn nhé. Xuống lít. Vâng, phía bên tay phải là bên đùi đĩa 3 2 tầng của 105. Xuống lít. À xuống đĩa. Lên đĩa. Gạt đĩa của 105 các bạn nhé. Đề đàn cũng khá tốt, đề đàn đi vòng bạc đạn. Đây là một mẫu siêu phẩm mới nhất về tại cửa hàng em. Bánh quay rất là bòn. Để mãi không được. Vâng, và chiếc xe Chopin Milan full carbon. Có bộ được trang nâng cấp thêm bộ bánh carbon rất là cao cấp, rất là đắt tiền. Và bộ group của một. Vâng, chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 20.800.000, miễn phí ship toàn quốc. Đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm, các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe lên YouTube. Theo dõi anh kia xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.